Ấn Độ vừa tuyên bố thử thành công tên lửa hành trình có tốc độ nhanh nhất thế giới. Tên lửa này do Ấn Độ và Nga hợp tác phát triển. Theo đó, một tên lửa BrahMos có tầm bắn 300 km đã được phóng từ tiêm kích Su-30. Tên lửa đã bắn trúng mục tiêu giả định trên mặt đất. Hiện tên lửa BrahMos do Ấn Độ phối hợp với Nga phát triển có tốc độ tối đa lên tới 3.450 km/h. Các báo cáo cho biết New Delhi mong muốn sớm chào hàng tên lửa mới với thị trường quốc tế. Nhiều quốc gia Đông Nam Á cũng đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt dành cho tên lửa này. Việc phóng thử thành công tên lửa hành trình BrahMos từ máy bay Su-30 sẽ nâng cao đáng kể năng lực tác chiến của không quân Ấn Độ.